Giờ thì vẫn là 5. Ok. 0,51. Ờ, 0,51 đúng không? Thì còn em cái nhỏ đi thì mình sẽ chia à, nhưng mà rô thì bạn muốn lấy bạn phải biết cái sigma 1 và sigma 2. Bình phương bằng 0,05. Ờ bằng 0,05 à? Dạ vâng. Sigma 2 bình phương thì bằng 0,104 á. Sigma 2 bình phương bằng 0,104. Ờ ok. Dạ vâng. Thì là cái rô 2 của các bạn thì sẽ bằng là 0,051 nhỉ. Và chia cho căn bậc 2 của 0,05 nhân với cả 0,104. Đấy. Các bạn sẽ tính ra. Thì các bạn tính ra rô bằng bao nhiêu? Bằng 0,701. 0,7071 ạ. 7071. Ờ ok, 707. Như vậy là cái rô này của mình nó khá là gần 1. Có nghĩa là hai cái stock này thì tóm lại là nó cũng quan hệ gọi là positive related. Và nó tương đối gần một, cho nên là nếu mà chúng ta ghép nó vào danh mục đầu tư ấy, thì nó cũng sẽ không tốt lắm. Ok, như vậy phần này nó cũng tính nó cũng đơn giản thôi, không có vấn đề gì khó khăn lắm. Chỉ có điều là mình cũng cẩn thận. Còn khi mà chúng ta có máy tính để bàn, tức là chúng ta có Excel ấy, thì là nó có sẵn là va và cốt ở trong hàm Excel rồi, chúng ta sẽ có thể áp dụng luôn mà không cần phải ngồi tính tay. Các bạn đó thì đâu nhỉ, cô đang quay á, cái gì các bạn nhớ lại cái một số các cái quỹ ETF của mình ấy, các cái quỹ mà bán đổi chứng khoán ấy, hôm trước chẳng hạn như là quỹ VMNA chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là các cái chứng khoán ở trong đấy thì cũng sẽ có những chứng khoán cùng ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng thì thường là sẽ có hai mã chứng khoán trong một cái tổ hợp chỉ số như vậy, rồi là ngành thép, rồi ngành sữa, rồi vân vân. Thì thông thường là các cái chứng khoán mà thuộc các cái ngành khác nhau ấy, thì cái rô của nó sẽ thông thường là nhỏ hơn một. Chứng khoán mà càng cùng ngành ấy, thì cái rô nó có xu hướng gần một hơn. Đó. Thì nhìn chung thì khó có trường hợp nào mà rô nó sẽ bằng âm một hoặc là bằng một lắm. Cho nên thông thường thì nó sẽ nằm giữa hai cái khoảng đấy thôi. Bây giờ chúng ta move sang một cái phần khác, đấy là risk aversion. Risk aversion, averse là ngại hay là kháng. Thì risk aversion là sự mình có thể dịch là sự ngại rủi ro ấy, hay là cái thái độ không ưa thích rủi ro. Thì khi một nhà đầu tư mà đầu tư thì bao giờ thì thông thường là cái thái độ họ sẽ có những cái thái độ nhất định đối với cả rủi ro. Và như chúng ta bình thường mà suy xét ý, thì đa phần các nhà đầu tư đều không thích rủi ro, cho nên đều phải quen với cái khái niệm là risk aversion này. Tất nhiên thì nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt, đấy là có những cái người mà nó đặc biệt là họ sẽ rất là thích rủi ro, và có những cái người thì cũng không quan trọng là rủi ro là gì. Thì tóm lại là các nhà đầu tư thì người ta sẽ chia thành 3 nhóm đúng không? Nhóm số 1 là nhóm risk taking. Đây, risk taking là cái nhóm mà suốt ngày tìm kiếm rủi ro thôi. Thì bạn thấy là nếu như mà mình mà thích những cái trò chơi cảm giác mạnh, hay là những cái gọi là những cái cuộc thám hiểm rùng rợn vân vân thì rất là nguy hiểm ấy, thì có thể là mình sẽ thuộc cái nhóm gọi là risk taking. Tức là những cái người này thì lấy việc tìm kiếm rủi ro làm cái sự hứng thú cho cái cuộc sống của mình. Đó, thì đấy một. Cái nhóm số 2, các nhà đầu tư người ta sẽ gọi là risk neutral. Đây là cái loại mà không quan trọng rủi ro thì hay không có rủi ro thì tôi vẫn cứ tiến hành công việc của tôi. Thế còn cái loại số 3 ấy, là risk aversion, thì là cái loại mà
nhà đầu tư rất là sợ rủi ro, và khi mà người ta đứng trước một cái cơ hội đầu tư thì thông thường người ta sẽ xem là người ta muốn tìm hiểu xem là cái sự rủi ro của cái cơ hội đầu tư đó như thế nào. Đó thì đa phần chúng ta sẽ nằm ở trong cái nhóm này, nhóm risk averse này. Thế còn cái hai cái nhóm này thì ít thôi, rất là ít người sẽ thuộc hai nhóm này. Ok, ở đây người ta ghi là risk aversion means investor prefer less risk to more risk. Tức là nó định nghĩa rất đơn giản là cái người đầu tư ấy, người ta thích là ít rủi ro hơn là nhiều rủi ro. Như vậy cái này thì nó khác với cả hai cái trường hợp là risk seeking hoặc là risk neutral. Cái này nó có thể gọi là hiểu theo hai cái gọi là chi tiết hơn, là khi mà chúng ta có hai thương vụ đầu tư mà có same expected result return, là có cái mức thu nhập giống như nhau, thì các nhà đầu tư thuộc dạng risk averse này thì sẽ prefer the lower risk investment. Tức là các nhà đầu tư mà kháng rủi ro ấy, thì họ sẽ có được xu hướng là thích các cái khoản mục đầu tư mà nó có rủi ro thấp hơn. Còn tương tự như vậy là nếu như có hai khoản mục đầu tư mà có cùng cái rủi ro same risk, thì cái nhà đầu tư thuộc dạng này sẽ prefer the investment with higher expected return. Tức là sẽ thích cái loại cái đầu tư mà cái khoản đầu tư mà có thu nhập cao hơn. Thế thì ở đây nó có một cái câu quan trọng là investor do not minimize risk is the trade-off. Tức là cho dù là tôi không thích rủi ro nhưng mà các nhà đầu tư ấy thì cũng không tìm cách là tối thiểu hóa rủi ro, mà họ sẽ cân bằng giữa rủi ro và thu nhập. Ok, như vậy cái đấy là trade-off, hoặc là mình có thể dùng từ balance. Ok, đó, tức là người ta chấp nhận một phần rủi ro nhưng mà miễn là cái phần thưởng là cái tỷ suất sinh lời phù hợp thì là ok rồi. Đấy, thế thì ở đây có một câu hỏi nhỏ cho các bạn là is risk averse, và which of the following statements is the most likely correct? Như vậy là ông Abner này là một ông mà kháng rủi ro, và cái điều nào trong những cái phát biểu dưới đây thì là có xu hướng đúng. Thì cái câu A là he will choose relatively safe investments. Câu B là he may choose some very risk investments. Và câu C là his risk tolerance is relatively low. Đi đi hết lên đây ai chứ hả? Thank you.
Đối với câu này có bạn nào có cô trả lời cho cô không? Cô A. Dạ vâng ạ. Ok. Tức là anh ta sẽ có xu hướng chọn các cái khoản đầu tư mà tương đối là an toàn cách tương đối. Chỗ này là có từ relatively. Câu B, câu này là một câu rất là khó cho mình ấy khi mà mình chọn thì thấy câu nào nó cũng có vẻ như là đúng ấy. Câu A thì là tôi sẽ chọn cái khoản đầu tư tương đối là an toàn. Câu C là cái khả năng chịu rủi ro của anh này là tương đối thấp, tại vì nó lại cũng có chữ relatively. Và câu B thì anh ta có thể giữ một vài cái khoản đầu tư rất là rủi ro, thì cũng có thể là bởi vì cái này nó cũng không có ảnh hưởng đến việc là khi mà tôi làm cái người đầu tư kháng rủi ro thì tôi vẫn cứ có thể là đầu tư một cái khoản tương đối là rủi ro, đúng không? Very rất rủi ro chứ không phải tương đối đó. Thế tuy nhiên thì khi mà chúng ta nói về risk averse, tức là nói về cái việc là việc rủi ro, gọi là kháng rủi ro khi đầu tư, thì đúng là câu A sẽ là cái câu mà trực tiếp nhất, trực diện nhất nói về cái việc này. Câu B thì nó cũng đúng thôi, nhưng mà nó không trực diện và nó không trực diện liên quan tới cái risk averse này. Và cái câu C thì cũng tương tự như vậy đó. Thì câu trả lời là câu A. Bây giờ các bạn quay trở lại sang một cái ý khác thôi, là lúc nãy khi mà chúng ta tính ở đây ấy, là chúng ta mới tính riêng cái sigma và sigma bình phương cũng như là covariance của từng cái chứng khoán ở trong danh mục đúng quan hệ giữa các chứng khoán với nhau. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta đã ghép các cái chứng khoán vào với nhau, ví dụ như là
chúng ta quyết định là ghép hai cái chứng khoán stock 1 và stock 2 với nhau trong một cái danh mục đầu tư của chúng ta, thì chúng ta sẽ có nhu cầu tính cái độ lệch chuẩn, rồi phương sai của cái danh mục đầu tư đó. Thì trong cái hình ở đây, cái trong cái slide đây thì chúng ta có công thức của variance của portfolio, tức là VA, hay nói khác đi là chúng ta cũng có thể ký hiệu là sigma bình phương, đúng không, của cái portfolio đó. Đây, sigma bình phương của P, chữ P nhỏ này là sigma của portfolio. Thì cái này các bạn nhớ cho cô cái công thức là nó sẽ bằng sigma A này, sigma bình phương A, WA này, bình phương. WA là tỷ trọng của chứng khoán A trong danh mục đầu tư của các bạn. Sigma bình phương B này, nhân với cả sigma B này, bình phương B. À xin lỗi, W, nhân với 2 lần của WA, WB và cốp AB. Hoặc là nếu mà các bạn muốn đổi cốp AB sang dạng rho ấy, thì ở chỗ này của mình là rho AB nhân với cả sigma A và sigma B. Đó. Thế thì các bạn để ý là cái này nó lặp lại này, đây là tích của sigma A và WA, thì chỗ này nó cũng có tích của sigma A và WA. Đấy. Thế còn chỗ này là tích của sigma B và WB bình phương, thì chỗ này cũng tương tự như vậy, là chúng ta có cái này. Đó, hai cái này đúng không? Thành một cặp. Như vậy nó sẽ thòi ra một cái này là cái rho của AB. Thế thì công thức này là công thức tổng quát nhất, cho nên các bạn phải nhớ nhá. Và nếu trong trường hợp đặc biệt ý, khi mà cái mà nó bị dôi ra là cái rho của AB nó bằng 1. Ok, rho của AB bằng 1. Tức là hai cái chứng khoán này là perfectly, positively related. Thì cái VA của P, tức là sigma của sigma bình phương của P, nó sẽ bằng là sigma A này nhân WA cộng với cả sigma B nhân với WB, tất cả bình phương. Đấy. Đây là trường hợp mà cái VA của P nó sẽ lớn nhất, tức là cái rủi ro của cái danh mục đầu tư này của mình là cao nhất. Đấy là trường hợp mà gần như chúng ta không làm được cái việc là đa dạng hóa rủi ro. Thế còn trường hợp nếu như mà rho của AB bằng -1 thì cái VA của P nó sẽ bằng là sigma A này nhân với WA trừ đi sigma B nhân với WB, tất cả bình phương. Đương nhiên là nó bình phương bởi vì nó đang là dạng VA mà. Đấy, thì đây là cái trường hợp mà VA min nhỏ nhất và đây là VA max. Đó. Điều này có nghĩa rằng là gì? Khi mà chúng ta chọn các cái chứng khoán trong danh mục đầu tư ấy, thì làm sao chúng ta cố gắng đạt được cái rho này càng nhỏ càng tốt, thì cái VA của tổng thể cũng là hai cái chứng khoán đấy nhé, mà cái VA của tổng thể là cái rủi ro của tổng thể nó là thấp nhất. Đó. Còn nếu chúng ta không có khả năng đạt được cái -1 này thì chúng ta cũng làm sao cho nó càng gần càng -1 càng tốt. Trong trường hợp nếu như mà hai chứng khoán nó chẳng có liên quan gì với nhau ấy, hai chứng khoán này không có liên quan gì với nhau, thì rho của AB nó sẽ bằng 0 đúng không các bạn? Và thì VA, đúng rồi, VA của P nó sẽ bằng là sigma A bình phương nhân với WA bình phương cộng với cả sigma B bình phương nhân với cả WB bình phương. Đó, tức là nó mất luôn cả cái đoạn này đi. Đấy, thì đấy là những cái trường hợp đặc biệt để chúng ta lưu ý khi mà chúng ta tính cái VA, tức là cái variance của A và của portfolio. Bây giờ chúng ta xem một cái ví dụ như sau. Một cái portfolio có 30% là đầu tư vào cổ phiếu với cái độ rủi ro là 20%, và cái phần còn lại thì đầu tư vào trái phiếu với cái độ rủi ro là 12%. Thì ở đây đương nhiên là cổ phiếu thì rủi ro hơn so với trái phiếu. Thì cái mối quan hệ giữa các cái thu nhập của cổ phiếu và trái phiếu ở đây là người ta cho 0,6, tức là nhỏ hơn 1 nhưng mà lớn hơn 0. Thì người ta hỏi là what is the standard deviation of portfolio returns? Tức là câu này chính là hỏi cái sigma đúng không? Cái standard deviation thì chính là sigma, thì
chúng ta phải lấy căn bậc 2 của cái VAR portfolio lúc nãy. Như vậy chỗ này là căn bậc 2 này của sigma bình phương A, sigma A bình phương là 20% này, 0,2 bình phương này, nhân với cả tỷ trọng WA đúng không, 0,3 bình phương này, cộng với lại sigma của bond bình phương đúng không, sigma B bình phương cộng nhân với lại 0,7 bình phương là WB đúng không? Sau đó chúng ta lắp nốt cái phần còn lại thì tính ra nó sẽ bằng là 12,9%. 12,9% này là độ lệch, độ lệch chuẩn của portfolio, và nó cũng sẽ chính là rủi ro của portfolio đó, đúng không? Tại vì nó là cái thước đo rủi ro mà, độ lệch chuẩn là thước đo rủi ro. Như vậy đây là cái risk của cái portfolio đấy. Bây giờ người ta làm cái như sau là trong trường hợp nếu như mà cái rho của mình nó bằng 1 ý, thì cái căn này, cái chỗ 0,6 này chúng ta sẽ thay bằng 1, và các bạn hình dung là nó sẽ bị tăng lên đúng không, tức là rủi ro của cái danh mục đầu tư nó sẽ là 14,4%. Đó, thế thì bây giờ các bạn quay trở lại là đối với cả cái bài toán này mà chúng ta muốn tính cái diversification ratio, các bạn nhớ không ạ? Tại lúc nãy cô buổi sáng cô cũng đã nhắc cái diversification ratio này rồi. Thì ở trên tử số của mình sẽ có là sigma P đúng không, của portfolio, và ở dưới mẫu số này chúng ta có sigma của A cộng sigma B chia cho 2. Đúng rồi, sigma B không phải chia cho 2, là trong trường hợp ban sáng cô làm đơn giản là bởi vì cái trọng số cô giả định là 0,5 ấy. Còn ở đây sẽ là 0,3 nhân với sigma A đúng không? Cộng với cả 0,7 nhân với sigma B. Thì cái này nó sẽ chính là bằng bao nhiêu? Ví dụ cái này nhá là 12.9 này chia cho cái phía dưới này chính là cái này đúng không các bạn? Chính là 14.4. Đúng không? Đấy, thì nó sẽ bằng là 0,7 thì đấy, 0,7 thì đấy đúng không? Cô cứ giả định như thế, tóm lại chưa đến 1. Thế còn DR là diversification ratio, mà trong trường hợp cái rho này bằng 1 ý, thì nó sẽ bằng là 14,4 và chia cho 14,4. Tóm lại là nó bằng 1. Ok. Như vậy trường hợp khi mà diversification ratio của các bạn mà bằng 1 ý, có nghĩa là bạn không hề có cái tác dụng gì trong việc là ghép danh mục đầu tư, hay tóm lại là cái việc ghép danh mục đầu tư của bạn thất bại. Thế còn trong trường hợp mà nó cứ nhỏ hơn 1 là ok, và chứng tỏ bạn đã có cái hưởng được cái lợi ích là rủi ro nó giảm đi khi mà bạn ghép danh mục đầu tư. Đó. Thì trong trường hợp này là cái rho của mình nó đang còn rất là lớn ấy, là 0,6. Nếu mà mình đẩy rho này của mình xuống, ví dụ như là âm 0,6, thì bạn sẽ thấy là cái DR này của mình nó còn nhỏ hơn nữa. Và đấy là hiệu quả của việc là xét cái, tức là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nếu bạn nào có thời gian ấy, thì bạn hoàn toàn có thể làm được cái việc này, và bạn tính cái DR cho cái chỉ số VN30 ấy các bạn. VN30 là 30 cái chứng khoán mà gọi là các ngành khác nhau, thuộc lại là những cái chứng khoán lớn ở trong sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì mình hoàn toàn tính được nhá, nhưng mà thực ra khi tính thì nó hơi phức tạp một tí. Là bởi sao? Bởi mình phải tính cái rho này này, đúng không? Mình phải tính rho A, rho B cho từng cái chứng khoán, và muốn tính như vậy thì mình sẽ cần phải mình sẽ phải gọi là lấy cái chuỗi thời gian của các cái ROE, đúng không? Ví dụ như là chứng khoán của Vietcombank trong danh mục này, bạn phải lấy một cái chuỗi ROE rất nhiều các cái điểm khác nhau, mỗi ngày một điểm đi. Ví dụ bạn lấy 5 năm thì mỗi năm có 365 ngày, cho là 360 ngày đi, thì bạn sẽ có 800 điểm. Đấy, sau đó thì bạn sẽ cho các cái điểm này phân bố trên một cái đồ thị, đúng không? Và sau đấy bạn tính được cái sigma A, sigma B thôi, là như bình thức của chúng ta bình thường. Đó, thì thông thường expectation là cái thông thường cái đồ thị này nó sẽ phân bố chuẩn. Ok. Đương nhiên là có thể nó sẽ hơi bị lệch một tí, ví dụ như là có những cái độ cái cắm mà nó lệch sang trái này.
với tất cả các chứng khoán, 30 chứng khoán trong cái VN30 thì chúng ta sẽ xác định được và xác định được tỷ trọng, là chúng ta sẽ xác định được cái DR. Có điều ấy là bạn thấy là khi mà cô mô tả như này bạn cảm thấy là nó tương đối phức tạp đúng không? Bởi vì là thấy lại huy động đến 1.800 điểm, mà đấy là một chứng khoán này, xong lại vẽ đồ thị này rồi lại tính vân vân, tương đối là phức tạp. Nhưng về căn bản là bạn nhìn thấy cái đường hướng là tính được. Thế còn đối với cả tài chính thì những cái việc như thế này nó tạo thành một cái mô hình, có một cái model gọi là model tài chính. Đôi khi cái model này nó chỉ nằm trên Excel, bạn xử lý hết trên Excel được, hoặc bạn có thể cho vào những cái phần mềm xử lý dữ liệu lớn thì nó sẽ làm cho bạn nhanh hơn, và nó có những cái mà như kiểu nó làm sẵn cho bạn, chẳng hạn bạn chỉ cần nhập 180 điểm này là bạn hoàn toàn có thể tính được cái rô này luôn, chứ bạn cũng không cần phải ngồi vẽ ABC như thế này, đúng không? Bạn sẽ tính được cái rô này luôn. Đấy, thì có những cái phần mềm như thế, thì chẳng hạn như cái phần mềm Python thì bạn nó sẽ làm cái phần mềm mà chuyên xử lý dữ liệu lớn ở trong lĩnh vực tài chính. Tại vì nói đến tài chính nhá, là hay là kế toán thì cái dữ liệu nó bớt, nó không nhiều bằng tài chính, nhưng mà nói đến tài chính là nói đến hệ thống dữ liệu rất là lớn ấy. Và nếu như mà mình xử lý được cái đám dữ liệu đấy thì là đưa ra được các cái quyết định đầu tư, thì đấy là một cái nhà tài chính chuyên nghiệp họ phải làm như vậy. Và thông thường thì nó có khá là nhiều phần mềm về tài chính hỗ trợ các bạn cái việc như thế. Đương nhiên ở chỗ góc độ chúng ta sẽ không đi quá sâu á, cho nên là chúng ta cũng không học nhiều về các cái phần mềm như vậy. Nhưng mà sau này nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì chẳng hạn như các bạn công nghệ tài chính, các bạn có học lập trình Python, rồi là nó là một cái phần mềm thôi mà, nhưng mà nó có ngôn ngữ lập trình riêng, thì mình sẽ xử lý những cái vấn đề như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau. Là ví dụ này thì cô muốn là các bạn sẽ làm nhé. Các bạn sẽ làm giúp cô này. Hãy xem xét một cái hai cái tài sản rủi ro với return variance là từng này và từng này. Cái standard deviation của cái return tương ứng là 25% và 18%. Hãy tính cái variance là một này. Vậy đầu tiên người ta bắt bạn tính variance, bạn này cũng dễ thôi. Đó. Thứ nhất là người ta bắt bạn tính variance, thứ hai là tính standard deviation là căn bậc 2 vừa thôi, portfolio return for a equal weighted portfolio of the two assets, tức là equal weighted có nghĩa là hai cái tài sản ở trong mình nó có trọng số bằng nhau, đúng không? Hai tài sản có trọng số bằng nhau thôi. Và when the correlation of return is one này, tóm lại là người ta sẽ cho cái correlation of return là thay đổi bắt đầu từ 1 này, 0.5 này, 0 và 0.5. Thì các bạn làm cho cô 3 trường hợp, là trường hợp 1, 0, là 0 và -0.5. Đấy, thì để làm cái này thì các bạn thực ra bạn tính khá là nhanh ấy, thì bạn lập cho cô cái bảng để so sánh ba cái trường hợp này với nhau. Ok, các bạn làm nhá. Thì sau khi làm xong thì mình sẽ chữa. Bây giờ là 1:05 thì cô để khoảng 10 phút nha. Các bạn nắm được nhiệm vụ chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi các bạn làm đi. Thank you.
không? Có bạn nào xung phong giải bài này giúp cô không? Alo, các bạn nghe thấy cô gọi không? Dạ có cô. Nhưng mà không xung phong đúng không? Thì cô sẽ gọi cái bảng tên nhá. Bạn Đỗ Diệu Anh. Đỗ Diệu Anh hôm nay có đi học không anh? Alo, Đỗ Diệu Anh có không? Đỗ Diệu Anh không có này. Nguyễn Đức Anh. Đức Anh đã làm xong bài này cho em. Chưa xong ạ, sao? Chưa xong thì là không được điểm đâu, cô sẽ trừ điểm âm 1 đấy. Nếu mà thế là xong chưa? Dạ. Bây giờ giải thích lên ạ. Đúng rồi, em phải trả lời, em phải đưa ra cách làm bài thôi. Vâng ạ, thì là em có, nếu mà rho bằng 1, bằng dung 1 ạ, sigma sẽ bằng 0,5 nhân với cả 25% cộng với cả 0,5 nhân 18%. Thì sigma sẽ bằng bao nhiêu? Sigma sẽ bằng 21,5%. 21,5%. Cụ thể tính như thế nào? Thì sigma sẽ bằng 0,5 nhân với cả 25% cộng 0,5 nhân 18%. Ok. Thì bằng bao nhiêu? Thì bằng 21,5%. Ok. Rồi gì nữa? Sigma bình phương sẽ bằng sigma thôi, không cần phải sigma bình phương nữa. À vâng. Trường hợp bằng 0 đi. Trường hợp bằng 0 thì là bằng 0,5 nhân 0,5 nhân với cả 0,0625. Cộng với cả 0,5 nhân với cả 0,0324. Thì chỗ này là chưa đúng đâu, mà em phải lấy 0,5 bình phương và căn bậc 2 của cái đám này. À vâng ạ. Tính ra bằng bao nhiêu? 15,44%. 15,44%. 40% và 4 ạ. 15,4%. Ok. Bây giờ trường hợp số 3 là rho bằng âm 0,5. Thì sẽ là bằng căn bậc 2 của 0,5 bình phương nhân với cả 0,0625. Cộng với cả 0,5 bình phương nhân với cả 0,0324 cộng 2 nhân 0,5 nhân 0,5 nhân âm 0,5 nhân 2 cộng 0,25. Nhân mấy mấy nữa? Nhân 0,25. 0,25. Nhân 0,18 ạ. 0,18. Ok.
Rồi, tính ra bằng bao nhiêu em? 11,17 trang. Ok. Như vậy cái này bạn chữa là đúng rồi nhá. Các bạn khác có thắc mắc gì đối với cả cái phần chữa này không? Thì bài này bạn thấy là trong trường hợp rho bằng 1 thì cái sigma p ấy, đây là sigma p này, nó sẽ là cao nhất, và khi mà rho bằng 0,5 âm 0,5 thì cái sigma p nó sẽ là nhỏ nhất. Vậy bạn đạt được cái việc là đa dạng hóa thêm 1/4. Đối với bài này thì thực ra là không có gì, chỉ có là bạn phải nhớ cái công thức mà lúc nãy mình tính cái rho của sigma thôi, là rho của cái sigma của portfolio thôi. Đó. Thế thì bây giờ nếu không có câu hỏi gì thêm thì mình chuyển sang cái phần tiếp theo. Đây là cái biểu đồ biểu thị của mối quan hệ giữa sigma và cái expected return, tức là sinh lời của một cái portfolio gồm có hai cái cổ phiếu là cổ phiếu A và cổ phiếu B. Đó, thì nếu mà bạn đầu tư 100% cổ phiếu A thì mình sẽ có cái đường phía trên này. Mối quan hệ giữa rủi ro và mức tỷ lệ sinh lời. Tỷ lệ sinh lời càng cao thì cái rủi ro của cái cổ phiếu ấy nó cũng sẽ càng cao. Đối với cổ phiếu B thì nếu như mình đầu tư 100% cổ phiếu B thì mình sẽ được cái đường ở phía dưới này. Nếu như mà mình đầu tư theo cái rho nó bằng âm 1 thì cái điểm của portfolio, cái điểm portfolio nó sẽ nằm trong cái tam giác này, sẽ nằm ở cái phía dưới, phần phía dưới này. Tức là cái cùng một cái mức sinh lời thì cái sigma của mình nó chịu sẽ nhỏ hơn. Trường hợp rho bằng âm 0,3, bạn thấy người ta chọn cái mũi tên đây, có nghĩa là cùng với mức sinh lời đấy thì cái rho của mình nó sẽ bị cao hơn. Với rho bằng 0,3 dương thì bạn sẽ mũi tên chỉ ở đây, có nghĩa là cũng cùng với một cái mức sinh lời tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chịu cái rủi ro của portfolio cao hơn. Và nếu rho bằng 1 thì nó sẽ chạy tít ra phía bên ngoài này, là cái rủi ro nó sẽ là cao nhất. Đấy, thì đấy là cái mối quan hệ giữa cái rho với lại cái portfolio, với mối quan hệ giữa cái sinh lời và cái rủi ro của portfolio. Bây giờ các bạn xem cho cô một câu hỏi nhỏ. Và câu này thì các bạn cô sẽ gọi trả lời nhé, không gọi giơ tay. Thì các bạn sẽ ghi điểm. Các bạn tự dịch nhé.
Ok, có bạn nào xung phong trả lời câu này không? Đấy, cô gọi nhé. Bạn Nguyễn Thị Diệu Huyền. Đậu tim mãi chưa. Em có ạ. Ừ, em dịch câu này xong trả lời nhé. Một tài sản có mối tương quan với lợi tức của doanh nghiệp đầu tư mà nhỏ hơn một nhưng mà có cùng nhà phát triển để lợi nhuận doanh nghiệp đầu tư có cùng gì em có cùng STD là gì ạ cô? Standard deviation đấy. Chuẩn. Độ lệch chuẩn. Có cùng gì ạ? Độ lệch chuẩn. À, có cùng độ lệch chuẩn. Với doanh nghiệp đầu tư. Điều này sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới tài sản của doanh nghiệp đầu tư không? Từ lúc này doanh nghiệp đầu tư sẽ A là tăng. Câu hỏi là gì em? Dịch tài rủi ro của doanh nghiệp đầu tư sẽ A là giảm. Câu hỏi là gì ấy? Câu hỏi cái câu. Câu hỏi là cái gì sẽ ảnh hưởng đến điều gì sẽ ảnh hưởng đến tài sản của doanh nghiệp đầu tư thêm một số tài sản này vào danh mục đầu tư có ảnh hưởng gì đến rủi ro của danh mục đầu tư ạ? A là sẽ giảm, B là sẽ tăng lên, C là có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hỗn hợp chứng khoán riêng lẻ trong danh mục đầu tư. Em chọn nhóm một. Chọn gì em? Em chọn C ạ. Vì sao lại chọn C? Chọn C có nghĩa là như thế nào? Hiểu câu hỏi này lắm không? Bây giờ câu hỏi là cái câu đầu em hiểu là gì? Câu đầu sau khi em dịch rồi, câu đầu là cái câu an access has a correlation. Câu đấy em hiểu là gì? Tài sản có mối tương quan.
Có nghĩa là cái rủi ro bạn Huyền có vấn đề về về dịch ấy, dịch câu hỏi thứ nhất, thứ hai là bạn không đang chưa hiểu cái vấn đề của bài hôm nay ấy, chắc là không tập trung, nhưng mà cô soi thì điểm kiểm tra của bạn cũng khá cao, 90% đấy, thì cô đang thắc mắc là không hiểu sao mà bạn có thể đạt 90% ấy. Ok, thế thì cô sẽ tạm nốt bạn vào đây. Cho em hỏi đã. Chào em. Mối tương quan, mối tương quan giữa lợi nhuận và danh mục đầu tư có nghĩa là gì ạ? Cô hình như là cả cái kíp này là chúng và kíp trước chúng ta đều học về cái này mà. Thì bây giờ lại hỏi cô là do... bây giờ tương quan là gì? Tương quan là gì? Là cả hai kíp là chúng ta toàn chỉ học về mỗi một việc là tương quan giữa các cái chứng khoán trong danh mục đầu tư thôi, đúng không? Bây giờ quay lại hỏi cô là gì? Cô lại phải giảng lại cho bạn từ đầu. Cho em hỏi cái này thôi. Có phải là lợi nhuận của danh mục đầu tư ở đây nhỏ hơn một, tức là hai cái này nó... Sao lại lợi nhuận tỷ lệ tư nhỏ hơn một? Mối tương quan. Mối tương quan nhỏ hơn một chứ không phải lợi nhuận. Thì có nghĩa là đây mối tương quan lợi nhuận của danh mục đầu tư nhỏ hơn một là nó tỷ lệ nghịch với nhau ạ. Sao nhỏ hơn một thì lại là tỷ lệ nghịch? Ok, Huyền tập trung vào nhá. Huyền có vẻ như hôm nay chưa nghe giảng ấy. Chứ cô không nghĩ là nghe giảng từ sáng đến giờ mà lại vẫn hỏi cô cái câu này đâu. Bây giờ cô gọi bạn khác nhá. Vâng, bạn Cao Thị Phương. Cao Thị Hương có ở đây không em? Không, bạn có một bạn Hương nhắn là bạn ấy đi tiêm vaccine cô ạ. Là bạn Cao Thị Hương luôn à? Tại vì okay. Tại vì bạn ấy chỉ nhắn cho em là bạn Hương nên em không biết, chắc lớp chỉ có một Hương thôi qua. Cô lớp mình có hai bạn Hương, có bạn Trần Thị Hương ở đây không? Trần Thị Hương. Ok, thế thì chắc đi là Cao Thị Hương rồi. Bạn Trần Thị Hương có thể dịch lại câu này và trả lời cho cô không? Mẹ ơi, cô lại chưa tìm được câu trả lời luôn á. Nói to lên em ơi, cô nghe không rõ lắm. Ừ, chưa nghe rõ lắm, em nói sát mic một chút. Nói vẫn nghe vẫn nhỏ lắm. Cô nghe rõ hơn chưa? Hay là em nói to lên một tí nữa. Sao mấy vẫn chưa? Chắc là cái tai nghe của em nó hơi có vấn đề nhỉ? Em dịch đi. Một tài sản có mối tương quan với lợi nhuận danh mục đầu tư nhỏ hơn một, có cùng với độ lệch chuẩn và với sự phát triển đấy. Không, sao lại cứ sự phát triển độ nó lại là gì? Sự phát triển là gì? Lại đi, em dịch lại câu này coi. Nhỏ hơn một nhưng có cùng độ lệch chuẩn ạ. Độ lệch chuẩn với cái gì nào? Và độ lệch chuẩn với cái gì? Có cùng độ lệch chuẩn với cái gì? Cái gì có cùng độ lệch chuẩn với cái gì? Để hiểu cho cặn kẽ chứ các bạn cứ dịch qua qua là cô không rõ là các bạn có hiểu không. Câu này hiểu là gì? Em dịch lại đi. Một tài sản có mối quan hệ có quan hệ tương quan với lợi nhuận của danh mục đầu tư nhỏ hơn một ạ. Có nhưng có cùng với độ lệch chuẩn ạ.
độ lệch chuẩn, cùng độ lệch chuẩn với cái gì? Cái gì có cùng độ lệch chuẩn với cái gì ấy? Để chắc chắn là bạn hiểu. Độ lệch chuẩn đấy là cái đức to của cái gì nào? Đức đo của cái gì? Của lợi nhuận dưới dạng danh mục đầu tư ấy. Không, độ lệch chuẩn là thước đo của cái gì em? Phương sai là thước đo của cái gì? Mối quan hệ giữa độ lệch sai là gì? Mối quan hệ. Mối quan hệ giữa độ lệch chuẩn và phương sai ạ. Ừ. Không biết. Ok rồi, cô sẽ gửi một điểm âm 1 nhé. Bạn tiếp theo cô gọi là bạn Hoàng Thị Loan xem nào. Hoàng Thị Loan. Có. Ờ ok. Cho cô hỏi độ lệch chuẩn và phương sai là thước đo của cái gì? Cô là độ lệch chuẩn và phương sai đều cùng đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê. Số liệu thống kê cái là cái gì đấy? Trong bài hôm nay chúng ta học nó là cái gì? Cô là lợi nhuận với danh mục đầu tư. Độ phân tán thì nó thể hiện cái gì chứ? Độ lệch chuẩn thì bằng căn bậc 2 của phương sai. Câu hỏi độ lệch chuẩn và phương sai là đo lường cái gì? Câu hỏi của em khác câu hỏi của bạn trước mà. Độ lệch chuẩn và phương sai đo lường cái gì nào? Lại là cũng không nắm được đúng không? Cô cũng gửi một điểm âm 1. Bây giờ các bạn có việc, có một nhiệm vụ như này nhá. Là các bạn sẽ, cô để cho các bạn 15-20 phút luôn. Các bạn ngồi đọc lại cho cô toàn bộ cái phần slide của cái phần từ sáng đến cô, cho đến bây giờ cô nhà cô dạy ấy. Như vậy là cô đã hỏi rất là nhiều bạn nhưng mà các bạn còn không hiểu những cái mà cơ bản nhất ấy. Thì chắc chắn là sẽ không làm được bài rồi. Mà lúc này thì cô lại đang rất nghi ngờ là cái điểm kiểm tra của các bạn điểm rất là cao. Cô cũng đang không nghĩ là điểm bình thường các bạn nó lại có thể cao như vậy. Đấy, thế thành ra là cô nghĩ là có thể là các bạn gian lận gì đấy trong khi thi, sau khi kiểm tra chăng hay là thế nào mà nó lại có mức điểm như thế. Thế thì mà rõ ràng là bình thường thì thể hiện không có tốt ở trong cái quá trình mà học ấy, là nhiều bạn thể hiện không tốt trừ những bạn hay giơ tay. Thì là có thể là nhìn thấy là nhiều bài nhưng mà nhiều bạn khác thì cái này là do cũng một phần là do mình học online ấy, cô cũng không kiểm soát được nhiều. Thế thì bây giờ việc của các bạn là các bạn đọc lại toàn bộ cái chương này, cái phần slide của chương này từ đầu cho đến bây giờ, sau đó quay trở lại cô sẽ hỏi các câu hỏi rất rất đơn giản thôi nhưng mà cô nghĩ là các bạn sẽ trả lời được. Các bạn nắm được chưa? Nắm được nhiệm vụ chưa? Đó. Nhá, thì cô sẽ gọi hú họa thôi, cô cũng không gọi theo giơ tay đâu. Cho nên các bạn cứ đọc đi, cô để cho các bạn 20 phút luôn. Từ bây giờ cho đến 12:05. Sau đó cô chỉ hỏi các câu hỏi thôi. Nhá, ok, rồi. Các bạn nắm được nhiệm vụ rồi nha.
thôi, mình đừng hỏi tao đi ngủ. Mấy giờ rồi? Nhiều giờ rồi. Mấy giờ? Nhiều giờ là cái gì? Thank you.
Alo, các bạn nghe được tiếng cô chưa? Alo, có cô ạ. Ừ, thế thì cô gọi lớp mình nhá. Các bạn đã đọc tốt rồi đúng không? Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi đầu tiên là cái phương sai và độ lệch chuẩn là để đo lường cái gì? Cô gọi nhá. Bạn đầu tiên gọi là bạn Mai Tố Uyên. Bạn Tố Uyên ở đây không? Cô có nghe thấy không? Em lại to lên một chút xem. Em đang giúp em nói không to được. Cô biết biết à? Ok, thì tôi sẽ gọi bạn khác nha. Bạn Vũ Thu Trang. Ở đây không em? Có bạn Trang nhắn là hỏng mic ạ. Hỏng mic ạ? Bạn Trang nhắn hỏng mic thì bạn là Trang có thể chat không Trang ạ? Em có thể chat qua cái phần chat. Em chat câu trả lời của em. Có thể chắc câu trả lời được không? Phương sai là để đo lường gì này? Độ lệch chuẩn đo lường cái gì này? Em chắc được không Trang? Chưa rõ luôn à? Thế thì cô sẽ gửi một điểm âm 1 nhé. Bạn Lê Thanh Trang. Ừ, Trang nói đi. Do của... Em nói rõ hơn một chút vì cô không nghe thấy tiếng mẹ của em đâu. Do của lợi nhuận doanh nghiệp. Lợi nhuận doanh nghiệp của doanh nghiệp. Do của lợi nhuận gì cơ? Rủi ro của lợi nhuận danh mục đầu tư ở đây, có nghe không ạ? Cô nghe thấy. Chưa đúng đâu. Cô hỏi phương sai và độ lệch chuẩn là đo lường cái gì? Lợi nhuận thực tế với lợi nhuận kỳ vọng. Em trả lời lại đi. Đo lường độ lệch giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng. Đúng rồi.
Thế nhưng mà lợi nhuận thực tế là lợi nhuận kỳ vọng của cái gì? Không, vẫn chưa đúng. Bạn cô gọi bạn khác nhé. Bạn Thủy Trúc. Rủi ro, ai quên. Phương sai và độ lệch chuẩn, bạn đo lường cái gì? Trúc có ở đây không? Có. Ờ. Logo là phương sai của ngành đầu tư thì sẽ là tốt đo về mức rủi ro lợi nhuận thực tế của một nhóm tài sản tạo nên một danh mục đầu tư theo thời gian. Ừ. Độ lệch chuẩn thì là gì? Độ lệch chuẩn thì là căn bậc hai của phương sai ạ. Nó cũng đo lường cái gì? Không, nó cũng đo lường về cái rủi ro của tài sản của danh mục đầu tư ạ. Bây giờ cô chỉ hỏi là phương sai và độ lệch chuẩn đo lường cái gì thôi, cô không có hỏi cho danh mục đầu tư nhé. Vâng, em sẽ học về danh mục đầu tư nên em tập trung vào đấy luôn. Ok, vậy vậy về phương sai và độ lệch chuẩn là nó sẽ đo lường, thì bạn Trúc bạn có nói là nó đo lường cái độ lệch giữa cái lợi nhuận thực tế đúng không? Với lại cái tỷ suất sinh lời thực tế với cái tỷ suất sinh lời dự kiến. Và nó chính là đo lường cái rủi ro và độ lệch chuẩn thì cũng tương tự như vậy, nó chỉ có là căn bậc hai thôi. Và cái đấy là áp dụng cho mọi tài sản đầu tư. Và danh mục đầu tư thì cũng ở một cái khía cạnh nhất định thì chúng ta cũng có thể coi nó là một tài sản đầu tư. Ví dụ như khi chúng ta đầu tư về chứng chỉ đầu tư thì thực tế là nó là một danh mục đầu tư, nhưng chúng ta cũng có thể coi nó là một tài sản đầu tư được. Như vậy chúng ta vừa có phương sai và độ lệch chuẩn của các tài sản đầu tư riêng lẻ và vừa có phương sai của các danh mục đầu tư. Ok, bây giờ cô hỏi câu tiếp theo. Hiệp phương sai là gì? Bạn Lê Minh Thùy. Dạ có. Thì giúp cô trả lời câu hỏi là thế thì hiệp phương sai là gì? Hiệp phương sai để đo lường cái gì? Là gì thì hơi khó, nhưng mà để đo lường cái gì? Hiệp phương sai tiếng Anh của nó sẽ là covariance đúng không? Em nghĩ là để đo lường độ biến thiên à? Không, độ biến thiên của cái gì chứ? Một tài sản riêng lẻ không? Không. Đã là hiệp phương sai còn cho khâu ở đấy thì nó phải có hai thứ quan hệ với nhau. Đúng không? Tức là đo lường lợi nhuận của hai tài sản ạ? Ừ, chưa đúng rồi. Đo lường sự biến thiên về lợi nhuận của hai tài sản, quan hệ về sự biến thiên về lợi nhuận của hai tài sản với nhau, đúng không? Ok. Câu hỏi thứ ba của cô này là rho ấy, số tương quan đo lường cái gì? Bạn Hà Thị Tuyết Quỳnh. Quỳnh trả lời giúp cô câu đó, tức là hệ số tương quan ấy, correlation là đo lường cái gì? Em đưa cô là hệ số tương quan, hệ số tương quan thì là một chỉ số đo lường của một số loại tương quan, ví dụ nghĩa là mối liên hệ giữa thống kê giữa hai biến số ạ. Ừ. Trong bài học của chúng ta thì thống kê giữa hai biến số đấy là hai biến số gì? Là lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng. Không, hệ số tương quan cơ mà, không phải là lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng. Nếu em đo lường lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng, cái độ lệch thì nó đã là độ lệch chuẩn rồi hoặc là phương sai rồi, đúng không? Đọc lại ở trong slide mà không nhận biết thấy ở đâu người ta ghi à? Hệ số tương quan, correlation coefficient. Đo lường giữa hiệp phương sai và sigma.
không có đo lường giữa cái phương sai và sigma đâu. Câu hỏi của cô là nó đo lường cái gì? Nó có đo lường cái phương sai và sigma gì đâu. Bạn bạn Lê Thị Oanh được không nào? Trả lời giúp cô là hệ số tương quan. Tiếng Anh của nó là correlation coefficient, là đo lường cái gì? Oanh có ở đây không? Oanh hôm nay nghỉ học đúng không? Bạn tiếp theo cô gọi là Đỗ Thảo Nguyên. Nguyên có ở đây không? À, em có ạ. Ừ, Nguyên trả lời cho cô ấy câu hỏi nãy cô vừa hỏi bạn Quỳnh nhưng bạn chưa trả lời tốt. Em cô là hệ số tương quan đo lường cái độ tương quan giữa hai loại tài sản ạ. Đúng rồi, tương quan về cái gì? Tương quan của lợi nhuận ạ. Đúng rồi, tương quan của lợi nhuận có nghĩa là khi một thằng lợi nhuận tăng lên thì thằng kia lợi nhuận giảm đi hay là tăng lên, đúng không? Nó là cái rho. Thực ra cái rho và cái covariance cũng nhắc lại là nó giống nhau, nó cũng giống như là sigma và sigma bình phương, tức là phương sai và độ lệch chuẩn, nó cũng giống như thế thôi. Nhưng mà cái cách công thức nó khác nhau một chút, vì vậy cho nên khi chúng ta hiểu cái ý nghĩa thì nó sẽ giống nhau, nhưng mà khi chúng ta nhìn nhận cái số liệu tính ra thì nó sẽ khác nhau. Ok, đấy là bạn Thảo Thảo Nguyên đúng không? Vâng ạ. Rồi, rồi cô hỏi thêm một câu nữa là phương sai của một là độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư thì có bằng trung bình cộng của độ lệch chuẩn của các tài sản nằm trong danh mục đầu tư hay không? Cô hỏi bạn này, độ lệch chuẩn của toàn bộ danh mục đầu tư, không phải hỏi bạn Nguyên đâu, hỏi tất cả các bạn ấy, độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư này thì có bằng trung bình chọc số của độ lệch chuẩn của từng tài sản trong danh mục đầu tư hay không? Cô này sẽ là có khó hơn một chút đúng không? Cô sẽ gọi bạn nào hay giơ tay là bạn Hồng Lý. Dạ có em ạ. Ok. Dạ, có em ạ. Lý trả lời giúp cô câu đấy được không? Cái bằng trung bình cộng độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn bằng trung bình cộng của các cái độ lệch chuẩn của từng tài sản trong danh mục đầu tư hay không? Có nghĩa là ví dụ ta có một danh mục đầu tư gồm hai tài sản là A và B, thì cái độ lệch chuẩn của toàn bộ danh mục đầu tư gồm hai tài sản A và B đấy thì có bằng trung bình của độ lệch chuẩn của từng danh mục từng tài sản A và B cộng vào nhau hay không ấy? Chắc chắn đầu tư. Đúng rồi. Thì thế nó gọi là trung bình theo tỷ trọng có bằng hay không? Đấy là phải tùy trường hợp nữa ạ. Vì tùy thụ thuộc vào rho ạ. Nếu mà rho cái đấy rho bằng rho bằng 1 ạ thì nó sẽ bằng cái tỷ trọng này nhân với cả cái xích phương sai ạ. Còn với rho khác rho bằng 1 thì là cộng, còn rho bằng trừ 1 thì sẽ là trừ. Còn các trường hợp khác thì là không được như vậy ạ. Ok, như vậy thì cô đấy bạn trả lời là đúng rồi. Tức là cái độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư thì thông thường là nó sẽ khác so với lại trung bình cộng theo trọng số của độ lệch chuẩn của các cái tài sản trong danh mục đầu tư. Thì đấy mới chính là nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là diversification ratio đúng không? Tức là cái trường hợp rất đặc biệt nó mới bằng nhau và cái diversification ratio của mình bằng 1. Còn nếu như mà các trường hợp mà cái rho nó khác một ý, thì chắc chắn là cái số đấy nó không bằng nhau, hai con số đấy nó không bằng nhau. Ok, rồi cảm ơn bạn Hồng Lý. Thêm một câu nữa. Đấy là gì? Tôi xem là mình không biết người nốt nhé.
nào. Ok, bây giờ cô hỏi lại cái câu câu ở trên bài liệu của các bạn. Các bạn nhìn thấy slide số 27 chưa? Slide số 27. Ok. Rồi, thế thì câu này chính là cái câu mà cô hỏi tiếp các bạn. Câu này thì cũng tương tự cái câu của bạn Lý thôi. Bây giờ các bạn sẽ dịch giúp cô và trả lời giúp cô cái câu này. Cô sẽ mời một bạn nhé. Bạn Đỗ Thu Hoàng. Đây cũng là bạn hãy giơ tay đúng không? Có. Ờ, và dịch cho cô và trả lời giúp cô câu này được không? Cô là tài sản. Tài sản của một danh đối tượng của nó. Một tài sản có sự tương quan, có hệ số tương quan. Ờ, nhỏ hơn một ạ. Ờ, ok, với gì đừng có dịch nhé. Với gì nào? Có hệ số tương quan với gì? Không, hệ số tương quan với gì? Em đọc câu ở trên mặt slide mà. Sao lại tương quan với độ lệch chuẩn? Với độ lệch chuẩn. Cái câu relation đấy chính là hệ số tương quan. Một tài sản có hệ số tương quan. Với gì? Với danh mục đầu tư. Không, với cái gì của danh mục đầu tư chứ không có tương quan với danh mục đầu tư đâu các bạn nhé. Câu đấy là câu kiến nghĩa. Danh mục đầu tư làm sao tương quan được với cái gì? Mà là tương quan với cái gì của danh mục đầu tư? Với rủi ro. Trời ơi, em đọc ở trên mạng, trên bảng thôi mà. Cô có đánh đố gì đâu mà cứ dịch sai thế. À dạ, một tài sản có hệ số tương quan với một với lợi nhuận của một danh mục đầu tư. Ok. Đó, bé hơn một ạ. Ờ. Với độ lệch chuẩn ạ. Nhưng em có nhìn thấy cái slide của cô không? Bạn của chúng em nó chấp chờ với cô, em đang tải lại cái em đang nhìn trên chỗ kia cô ạ. Các bạn khác có nhìn thấy cái slide của cô không? Có. Vậy nhìn thấy mà, thì cô gọi bạn khác nhé, để mất thời gian. Bạn Duyên nào? Duyên dịch cho cô câu này nào. Một tài sản thì có một. Một tài sản thì có tương sai nhỏ hơn một và có một tương quan. Có độ tương quan ở có mối tương quan này với cái gì? Cái dương dịch với cỡ lớp của tới cùng một sai nhỏ hơn một nhỏ hơn một nhưng mà có cùng tương sai với lợi nhuận như sai một đầu tư thì cái sản nào và sai một đầu tư thì sẽ ảnh hưởng đến rủi ro của sai một cái việc thêm không, không. từ đúng rồi, việc thêm nhé, em phải dịch kỹ vào. Việc thêm thêm một số tài sản sẽ ảnh hưởng gì đến nó rủi ro của danh mục đầu tư đó thì em tức là cái câu này ý là như này này, cái tài sản đấy thì có quan hệ cái hệ số tương quan ấy với cái với cái thu nhập của danh mục đầu tư là nhỏ hơn một, có nghĩa là nó không phải là tương quan nó là tương quan thuận chiều nhưng không phải là tương quan thuận chiều hoàn hảo đúng không, nhưng mà nó lại có cùng cái độ lệch chuẩn, có nghĩa là cái rủi ro của hai cái bằng nhau. Cái gì là cái return của cái tài sản này và cái return của portfolio á, là nó có mức rủi ro bằng nhau đúng không? Thì người ta hỏi là nếu mà tôi cộng một cái tài sản mà có cùng độ rủi ro đấy vào cái portfolio mà cũng đang có cái mức rủi ro đấy thì liệu là cái portfolio, cái rủi ro portfolio có thay đổi hay không? Tại vì bình thường mình nghĩ là nếu portfolio có cái mức rủi ro là x gì, bây giờ tôi lại cộng một cái tài sản vào và nó cũng có là độ rủi ro x gì, thông thường mình sẽ nghĩ là thế thì cái portfolio mới sau khi mà tôi cộng cái tài sản nó sẽ cùng có độ rủi ro là x gì, đúng không? Đấy là cái logic thông thường mà mình nghĩ. Nhưng bây giờ người ta hỏi là thế thì cái portfolio risk và rủi ro của portfolio có ba lựa chọn. Ok, Duyên làm tiếp đi. Chọn đáp án A cô ạ. Ok.
bạn giải thích logo. Cái này không cần giảng, trong slide có mà cô. Ờ, nhưng mà em phải lặp lại để em hiểu ấy. Và các bạn cũng hiểu lại thêm một lần nữa. Là sao? Khi mà thêm một tài sản rủi ro ấy, thì có thể giảm đi một mức rủi, thì sẽ làm giảm đi mức rủi ro của danh mục đầu tư đó. Ờ, cũng chưa đúng hoàn toàn đâu. Thông thường là nói như thế, nhưng mà cái quan trọng nhất em để biết ở đây ấy, chính là cái nhỏ một này này. Như lúc nãy cái câu của bạn là gì nhỉ? Thật lý á. Ờ, bạn lý trả lời là bạn lý nói rằng là nó chỉ có thể bằng nhau trong trường hợp là cái rô nó bằng một thôi. Còn trong mọi trường hợp nếu như nó nhỏ hơn một ý, thì cái rô mới là rô của portfolio nó sẽ nhỏ hơn cái rô của toàn bộ mấy cái thằng là riêng rẻ cùng lại ấy. Đấy đúng không? Thì trường hợp này chính là như thế, tức là thế là chúng ta sẽ hỏi hiểu cái portfolio cũ ở đây của V là chữ P. P0 nghĩa là cái portfolio cũ và cái P mới là P1 là portfolio mới. Thì cái P1 này mình hiểu nôm na là nó sẽ gồm có P0 và cái tài sản A này. Hai cái này nó có cái rô, tức là P0 và A ấy, cái rô của nó nhỏ hơn 1. Nhưng mà hai cái tài sản này có đều có sigma bằng 0, bằng nhau là đều là bằng sigma. Đấy thì trong trường hợp này thì bởi vì cái rô nhỏ hơn 1 cho nên là khi chúng ta cộng hai cái tài sản P0 và A vào với nhau thì cái rô sigma của cái P1 này nó sẽ nhỏ hơn là cái trung bình của hai cái sigma cũ. Mà trung bình ở đây tại vì nó bằng nhau cho nên kiểu gì nó bằng rô, cho nên nó sẽ nhỏ hơn cái rô của cái P0. Đấy, đấy. Nhưng mà bạn nhớ là câu này nó chỉ đúng trong trường hợp cái câu trả lời của em ấy chỉ đúng trong trường hợp là cái của mình đảm bảo, tức là cái rô này less than 1. Đấy thế thôi. Còn nếu như mà cái rô này nó cho bằng 1 thì bạn sẽ không chọn được trong cả ba cái câu này, là không có câu chính xác. Đó thì cái đấy là cái cốt lõi của toàn bộ cái bài ngày hôm nay. Là khi chúng ta cộng các cái tài sản trong danh mục này nó sẽ làm cho rủi ro của tài sản của cái danh mục thay đổi như thế nào. Câu C thì nó ghi là may increase or decrease depends on individual securities mix in the portfolio. Có nghĩa là ý nói rằng là cái sigma mới này này nó tăng lên hay nó giảm đi hay nó bằng cái sigma cũ ấy, nó tùy thuộc vào cái W, cái tỷ trọng của thằng P0 và tỷ trọng của cái thằng A trong cái danh mục đầu tư mới là P1. Nhưng mà trên thực tế là hai cái này không quan trọng, bởi vì là cái sigma cho vào nhau thì cái sigma P0 với sigma A bằng bao nhiêu thì cái rô trung bình của các cái tài sản trong danh mục mới nó cũng sẽ vẫn bằng là sigma P0. Đấy, thế cho nên là đây là một cái câu rất là hay, là các bạn sẽ, nếu mà các bạn có vấn đề thì bạn sẽ cảm thấy là không có vấn đề gì khi trả lời câu này. Nhưng nếu bạn không nắm không chắc thì bạn thường là sẽ không rõ là nó sẽ nên như thế nào, và đa phần các bạn sẽ chọn câu C thì sẽ là câu sai. Đó thì tạm thời ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây và không trả lời được và quay trở lại thì lại vẫn là một số bạn đã quên mặt rồi. Thì hôm nay tôi tổng kết điểm như sau nhé, bạn Đỗ Diệu Anh không có